Elon Musk và Jensen Hoang bất đồng về trí tuệ nhân tạo và việc làm. Trong khi Elon Musk dự đoán trí tuệ nhân tạo, AI, sẽ tạo ra thế giới không cần việc làm, CEO Nvidia Jensen Hoang lại khẳng định con người có rất nhiều ý tưởng. Các công cụ AI như chất được cho là sẽ khiến một số công việc trở nên lỗi thời và biến mất. Tuy nhiên, tác động tổng thể của AI đến thị trường việc làm trong dài hạn lại chưa rõ ràng. Ngay cả những người có tầm nhìn xa trong rộng nhất giới công nghệ như Musk và Hoang cũng bất đồng quan điểm. Hai người quen biết nhau đã lâu. Ông Hoang là một khách hàng của Tesla và từng phỏng vấn Elon Musk tại một sự kiện của Nvidia năm 2015. Ông cũng tán thưởng những thành tựu của Musk với xe điện. Tuy nhiên, từ khi AI bùng nổ, Nvidia trở nên nổi bật hơn nhờ nhu cầu với chip AI. Vốn hóa thị trường của hãng sản xuất chip vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ cao hơn Tesla, hiện ở mức 690 tỷ đô la Mỹ. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, Musk cho biết rất tôn trọng Jensen và Nvidia. Tesla đang sử dụng nhiều phần cứng Nvidia. Dù vậy, quan điểm của Musk về tiềm năng của AI thay thế con người trong công việc rõ ràng u ám hơn hoang. Việc làm sẽ thế nào khi có AI? Sẽ đến lúc không cần việc làm. Musk nói hôm 2 tháng 11 khi đứng trung sân khấu với Thủ tướng Anh DC Sanh Ác tại Hội nghị Thượng đỉnh An toàn AI tổ chức tại Anh. Bạn có thể việc làm nếu muốn, nhưng một trong những thách thức của tương lai là làm thế nào để chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Gọi AI là thế lực đột phá nhất trong lịch sử, Musk tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ có thứ gì đó thông minh hơn cả con người thông minh nhất. Vài tuần trước đó, Hoang chia sẻ quan điểm lạc quan hơn về AI trong một cuộc phỏng vấn với podcast Hacker. Theo CEO NVIDIA, năng suất cao hơn sẽ dẫn đến sự thịnh vượng. Khi các công ty thành công hơn, họ tuyển dụng nhiều hơn vì muốn mở rộng ra nhiều lĩnh vực. Ông nhắc đến một suy nghĩ phổ biến là nếu doanh nghiệp cải thiện năng suất với AI, họ sẽ dùng ít người hơn. Xong, đó là khi họ không có ý tưởng mới, trong khi hầu hết các công ty đều không như vậy. Ông chỉ ra các ngành công nghiệp ngày nay lớn hơn so với 1.000 năm trước vì rõ ràng con người có rất nhiều ý tưởng. Hoang nghĩ một số người sẽ mất việc do AI, nhưng nhiều khả năng họ mất nó vào tay một người khác biết sử dụng AI. Tôi nghĩ rằng việc làm sẽ thay đổi, ông nói, nhưng chúng ta sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn. Câu chuyện làm việc từ xa, sự khác biệt có thể xuất phát từ việc Musk dường như có cái nhìn khắc nghiệt hơn về nhân viên so với Hoang. Một lĩnh vực khác mà họ hoàn toàn không đồng ý với nhau là làm việc từ xa. Trong khi Musk phản đối mạnh mẽ, gọi những người làm việc từ xa là giả bờ làm việc. Hoang không có vấn đề gì với nó. Năm 2020, trả lời trên Ben Hoang nói nhân viên chọn làm việc như thế nào, ông cũng hoàn toàn thoải mái. Nvidia duy trì chính sách làm việc từ xa của mình đối lập với các doanh nghiệp công nghệ khác. Ngày càng nhiều CEO cao cấp đồng quan điểm với Musk và yêu cầu nhân viên trở lại văn phòng. Nếu như Musk sa thải 80% lao động tại Twitter, nay là X, sau khi mua lại công ty vào cuối năm ngoái đối mặt với hàng loạt chỉ trích và kiện tụng, công ty Nvidia của Hoang tránh được làn sóng cắt giảm nhân sự. Trong cuộc phỏng vấn với Acker, Hoang cho biết điều mà ông lo sợ ngày nay không khác gì so với thời kỳ đầu khởi nghiệp, đó là làm cho nhân viên thất vọng. Nhiều người gia nhập công ty của bạn vì tin vào hy vọng và ước mơ của bạn, họ chấp nhận nó như ước mơ và hy vọng của họ. Bạn muốn họ gây dựng nên cuộc sống tuyệt vời và giúp bạn tạo ra một công ty tuyệt vời, ông nói. Theo Fortune, dù làm.